Tục ngư nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, kẻ tiểu nhân trả thù từ sáng đến tối. Buổi sáng, Ngũ tỷ và Lục tỷ hợp mưu thiết kế hãm hại người bên cạnh tôi. Buổi chiều tôi liền cho bọn họ trải nghiệm một lần người bay trên không. Tiếp theo, Minh Mộ Vân an ủi xong ý định tự sát của Điền Diễm Hà, đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, đột nhiên phía sau truyền đến một luồng kình phong mạnh mẽ. Minh Thục Hiền, có phải chứng rối loạn lưỡng cực của cô lại tái phát rồi không? Có cần tôi giúp cô chữa trị lại không? Minh Mộ Vân, anh còn là người không vậy? Trước tiên hại Lục Muội gặp tai nạn xe cộ, bây giờ lại hại Ngũ Muội trong máu phát hiện virus bệnh bẩn. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Lũ xúc sinh các người còn không bằng. Những thứ này không phải đều là những gì các người đáng nhận sao? Chưa đến lượt cô, đã vội vàng tự tìm đến cửa chịu ngược đãi. Minh Mộ Vân, anh con cả. Em Thục Hiền, Minh Thế Nhẹ hai người bọn họ hoàn toàn là tội đáng chết. Nếu không phải bọn họ muốn ra tay với người bên cạnh tôi, cũng sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Minh Mộ Vân, anh là đồ xúc sinh. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng là họ hàng của anh. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Câu nói còn chưa dứt, Minh Mộ Vân tung một cước khiến tung té. Minh Thục Hiền, hôm nay tôi muốn xem thử là cô chết trước hay là tôi chết trước. Đồ xúc sinh. Minh Thục Hiền vừa mới bỏ dậy từ dưới đất. Giây tiếp theo, Minh Mộ Vân vung một quyền. Minh Thục Hiền lập tức phun ra một ngụm máu. Tao phải giết mày. Diệt mày, vốn dĩ đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Minh Thục Hiền cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát, liên tục tấn công Ninh Mộ Vân, nhưng cũng trực tiếp châm ngòi cơn giận của Ninh Mộ Vân, một phát ép chặt cô ta xuống đất, dùng máy mờ sắc trà sát mạnh vào mặt. Minh Thục Hiền, cô không phải rất giỏi sao? Vừa rồi còn muốn đánh lén tôi, còn nữa, không phải mỗi lần chứng rối loạn lưỡng cực của cô ta đều đánh tôi đến nửa sống nửa chết sao? Hôm nay muốn xem thử, là chứng rối loạn lưỡng cực của cô lợi hại, hay là nắm đấm của tôi lợi hại? Đồ xúc sinh, tao muốn mày chết. Dưới sự điên cuồng tột độ, Minh Thục Hiền đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh đẩy Ninh Mộ Vân ra. Móng tay sắc nhọn như dao, từng vết máu đỏ tươi dần dần hiện lên trên người Ninh Mộ Vân. Minh Thục Hiền, cô chỉ có chút sức lực này thôi sao? Hôm nay tôi muốn xem thử cô có thể diệt tôi được không? Hai người ra tay toàn lực với nhau, đánh nhau tối bụi. Minh Thục Hiền không chịu nổi sức mạnh của Ninh Mộ Vân, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cơn đau dữ dội khiến cô ta tỉnh táo lại. Cô biết không, khi tôi yêu các người chính là Thơ Ca và Phương Sa, khi không yêu nữa chính là Thơ Ca và nhà tù. Tôi cũng đã chuẩn bị cho cô một món quà lớn. Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì à? Quà của tôi đã được gửi đi rồi, đợi đến lúc đó cô tự nhiên sẽ nhận được món quà đó. Trước lúc đó cô cứ chờ mong đi, hy vọng khoảng thời gian này cô vẫn có thể ngủ ngon. Ninh Mộ Vân đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng quen thuộc và tiếng hét chói tai khó chịu vang lên. Ninh Mộ Vân, anh đang làm cái gì vậy? Thẩm Vân Yên, tôi làm gì cần cô quản sao? Ninh Mộ Vân khinh thường liếc nhìn hai người. Kiếp trước, Thẩm Vân Yên cùng người bạn thân này Lưu Hiểu Vi đã từng dây dưa với Ngô Minh Huy, đột nhiên cô ta muốn xem trò vui. Lưu Hiểu Vi, Ngô Minh Huy có nói với cô gần đây anh ta có phải sắp về không? Không thể nào. Minh Huy, anh ấy rõ ràng đã nói với tôi, sau khi anh ấy ra nước ngoài sẽ không bao giờ quay lại. Thẩm Vân Yên gần đây đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi khổ mà trước đây không thể tưởng tượng được, mà tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc tiễn Ngô Minh Huy vào ngày cưới. Cô thường tự an ủi bản thân rằng Ngô Minh Huy sẽ không quay lại, tiễn một lần cũng không sao, vì có lý do chính đáng này, cô mới có thể tiếp tục kiên trì. Thẩm Vân Yên, cô nói xem có phải hai người các cô quen biết không? Ngô Minh Huy là hai người. Đúng vậy, hai chúng tôi quen biết, tuyệt đối không phải cùng một người. Vậy Lưu Hiểu Vi, đưa điện thoại của cô cho Thẩm Vân Yên xem, để cô ấy yên tâm. Cái này. Thẩm Vân Yên thấy vậy, giật lấy điện thoại của Lưu Hiểu Vi. Đúng lúc này, Ngô Minh Huy đột nhiên gọi lại một cuộc gọi thoại. Bảo bối, bây giờ anh đang ở trên tháp A Phân, anh rất nhớ em. Giọng nói dẻo quẹo của Ngô Minh Huy đập tan ảo tưởng cuối cùng trong lòng Thẩm Vân Yên. Nghĩ đến những khổ nạn mà mình phải chịu đựng vì Ngô Minh Huy, Thẩm Vân Yên tức điên lên. Ngô Minh Huy, tại sao anh lại lừa tôi? Vân Yên, sao em lại ở đó? Tại sao anh lại lừa tôi? Anh có biết anh đã hại tôi thành ra thế nào không? Vân Yên, em nghe anh giải thích. Mà lúc này Ninh Mộ Vân trực tiếp giật lấy điện thoại, nụ cười trên mặt vô cùng lạnh lẽo. Ngô Minh Huy, anh nghe thấy không? Anh tưởng những cô gái bị anh ép phá thai nhảy lầu, người khác không biết sao? Ninh Mộ Vân, anh đừng có vu khống. Tôi khi nào làm những chuyện đó? Tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng. Nghe nói hơn nửa tháng nữa anh sẽ về nước, tôi đang đợi anh ở trong nước. Lần này tôi sẽ chơi với anh từ từ, tôi nhất định phải gan dạ. Minh Mộ Vân nói xong liền cúp điện thoại, ném thẳng điện thoại qua. Lúc này Thẩm Vân Yên thật sự sụp đổ, nhà máy cũng sắp phá sản. Cô ta đã phá hỏng đám cưới của mình, phá hủy Thẩm thị. Kết quả tất cả đều bắt nguồn từ một lời nói dối của Ngô Minh Huy. Em sai rồi, em không nên đi tiễn tên khốn nạn Ngô Minh Huy đó. Em không nên vì anh ta mà phá hỏng đám cưới của chúng ta. Em thật sự sai rồi, sau này em sẽ nghe lời anh, chúng ta đi đăng ký kết hôn lại được không? Thẩm Vân Yên, đừng có diễn trò hối hận trước mặt tôi. Bây giờ nhìn thấy cô tôi chỉ thấy ghê tởm. Không phải trước đây cô nói tôi vô lý sao? Không phải nói cô và Ngô Minh Huy mới là thanh mai trúc mã thật sự sao? Tôi đúng rồi, mấy ngày hôm trước có việc bận không quan tâm đến cô, vừa hay hôm nay gặp được hai chúng ta đến văn phòng luật sư Triệu Thúc trả lại 30 tỷ mà cô chuyển cho tôi. Đừng, Mộ Vân, em sai rồi, cầu xin anh đừng làm vậy. Thẩm Vân Yên, tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa, thật ghê tởm. Sau này cô muốn ở bên thanh mai trúc mã của cô hay là đàn ông khác đều không liên quan gì đến tôi. Mộ Vân, lần này em thật sự đã cắt đứt với anh ta rồi, chỉ cần anh tha thứ cho em cái gì cũng nguyện ý làm. Lúc này Ninh Mộ Vân đã mất hết kiên nhẫn dây dưa với Thẩm Vân Yên. Cô nhất định phải ép tôi ra tay sao? Mùa hè năm 18 tuổi Thẩm Hiên Giật đã làm gì? Không cần tôi phải nói lại với cô lần nữa. Mộ Vân, anh đừng kích động, em chỉ muốn anh tha thứ cho em, không có gì khác. Anh ngàn vạn lần đừng ra tay với Hiên Giật. Hay là cô muốn đòi lại tiền? Số tiền em đã cho anh, sao em có thể đòi lại chứ? Sau này cô còn tiếp tục dây dưa với tôi sao? Mộ Vân, em... Ninh Mộ Vân ánh mắt lé lên tia lạnh lẽo. Đánh một con muỗi cũng là đánh, đánh hai con ruồi cũng là đánh. Vì Thẩm Vân Yên thế nào cũng không chịu buông tha, vậy thì để Thẩm Hiên Giật cùng Ninh Kỳ Bá vào tù đi. Thẩm Vân Yên, tôi đã cho cô cơ hội, sau này cô đừng hối hận. Nói xong Ninh Mộ Vân quay người bỏ đi.
để lại Thẩm Vân Yên một mình quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Mà lúc này trong phòng bệnh nhà họ Ninh, tên khốn Ninh Mộ Vân, cô ta dám hại ngũ muội, lục muội thành ra như vậy. Con phải đi diệt hắn ta. Im miệng, con làm chị kiểu gì vậy? Tại sao khi Lạc Linh và Thế Nhẹ ra tay với Mộ Vân, con không ngăn cản? Mẹ, không thể nói như vậy được. Nếu Ninh Mộ Vân không ra tay với chúng ta sẽ ra tay với cậu ấy sao? Cậu ấy ra tay với các người đều là do các người ép cả. Mộ Vân trước đây là một đứa trẻ tốt như thế nào? Ninh Từ Khiết, trước đây con thường xuyên đau đầu, là Mộ Vân không ngại vất vả sắc thuốc bắc cho con, chữa khỏi cho con. Vậy mà con lại đối xử với Mộ Vân như thế. Chỉ vì khi con đang làm việc gọi điện bảo con uống thuốc, con liền tát thằng bé một cái. Còn có các em gái khác của con, Mộ Vân cũng rất có trách nhiệm với họ. Lời của Mai Viên Viên khiến Ninh Từ Khiết nhớ lại hình ảnh tốt đẹp của Ninh Mộ Vân trước đây. Mấy chị em sau khi hưởng thụ xong vẻ ngoài tốt đẹp bên ngoài, lại hoàn toàn quên mất Ninh Mộ Vân âm thầm lặng lẽ phía sau. Ninh Từ Khiết lúc này rất muốn Ninh Mộ Vân trở lại như trước. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, chúng con cũng biết sai rồi, nhưng chúng con dù sao cũng không thể ngồi chờ chết. Nếu không, Ninh Mộ Vân sớm muộn gì cũng sẽ hại chết cả nhà chúng ta. Không đâu, thằng bé trở nên như bây giờ đều là lỗi của chúng ta. Vậy ngày mai chúng ta đi gặp Ninh Mộ Vân. Dù thế nào đi nữa, chúng ta đều là người một nhà. Chỉ cần cậu ấy hồi tâm chuyển ý, chúng ta đều có thể bù đắp cho cậu ấy. Đúng vậy, chỉ cần Mộ Vân hồi tâm chuyển ý, thằng bé chắc chắn sẽ không làm khó kỳ bá và mấy chị em các con nữa. Ninh Từ Khiết nghe vậy trầm mặc gật đầu, âm thầm đưa ra một quyết định.